47 bức tranh dân gian thể hiện niềm vui, khát vọng hạnh phúc, sự hứng khởi trong cuộc sống của người Hàn Quốc vừa được giới thiệu đến khán giả tại triển lãm Tương lai nhìn từ quá khứ. So với tranh dân gian Việt Nam thì nét vẽ của tranh dân gian Hàn Quốc thì có sự uyển chuyển hơn, các nét vẽ mảnh mai hơn và chủ đề của các bức tranh thì rất là phong phú đa dạng. Có những chủ đề về dân gian, về văn hóa Hàn Quốc và có những cái bức tranh mặc dù là tranh dân gian nhưng mà nó có mang hơi hướng rất là hiện đại. Nên là hôm nay mình cảm thấy rất ấn tượng khi tham gia vào buổi triển lãm này. Với những bút pháp cùng tư duy nghệ thuật khác nhau, 47 tác phẩm là 47 bức tranh đa màu đa sắc, thể hiện niềm vui, hạnh phúc, sự hứng khởi trong cuộc sống, được nhìn từ những góc độ khác nhau, mang hơi thở đương đại của từng họa sĩ. Nhìn chung thì tranh ở đây tất cả đều có màu sắc rất là vui tươi, nhìn tranh đã thấy vui rồi. Và ngoài ra thì những cái chủ đề tranh dân gian Hàn Quốc cũng có nét tương đồng khá lớn với cả Việt Nam, đều là về những cái phong cảnh thôn quê, như là đây có tranh sen hay là về đàn gà và hiêu. Thì những cái mà tức là người dân dù là ở hai đất nước, hai cái nền văn hóa khác nhau nhưng mà đều có chung những cái cảm hứng nghệ thuật hay là có chung những cái cách cảm hứng sáng tác như vậy. Cũng giống như Việt Nam, tranh dân gian Hàn Quốc có lịch sử rất lâu đời. Tranh dân gian Hàn Quốc phản ánh đời sống tinh thần, ước mơ, khát vọng của mỗi người dân qua mỗi thời kỳ, thông qua những chủ đề không giới hạn, từ cỏ cây, động vật, chim muông, hoa lá, vật dụng trong gia đình, thiếu nữ. Triển lãm Tương lai nhìn về quá khứ đã đem đến cho người xem nhiều khám phá mới về dòng tranh lâu đời của đất nước Hàn Quốc.